Kính thưa sư ông, biết khi trình tập gỡ này thì sẽ làm mất thì giờ của sư ông nhiều lắm, nhưng thưa sư ông, vì sự tu tập giải thoát của con thành tâm tha thiết kính mong sư ông bỏ chút thời gian quý báu để chỉ dạy cho con nhé. Bởi ước nguyện của con là sẽ cố gắng nỗ lực tu tập để chấm dứt tái sanh luân hồi trong một kiếp này nữa thôi. Con thấy đời là khổ, khổ thật rồi. Giờ đây con chỉ ước mơ làm sao tu tập để thoát ra khỏi cảnh đời khổ đau này, ngõ hầu giải thoát cho bản thân sao có thể giúp ích mọi người, giúp ích gì cho mọi người, nhất là phái nữ chúng con. Vậy con kính mong sư ân chỉ dạy cho con rõ ràng cụ thể từng câu hỏi, vì trí tuệ của con kém lắm, kính mong sư ân đừng bỏ con, hãy cứu con với. Trong những cái ngày mình tu, trong những cái giờ mình tu thì con đã ghi 3:41 xả nghỉ dạo chơi trong thất. Con thấy có một con bướm rất to bị bầy kiến bao dây đang giãy giụa cầu cứu. Đứng trước cảnh đó thì lúc đầu con nghĩ đó là nhân quả của nó giờ này không được ra khỏi thất, nhưng bắt đầu cái tâm nó lý luận sao tu hành mà ác độc vậy, đứng trước cái chết của con của người khác mà không ra tay cứu giúp như thế mà gọi là từ bi ư? Thế là con ra khỏi thất để cứu con bướm ấy. Kính thưa sư ân, như vậy là con đã làm theo dục phải không ạ? Kính mong sư ân chỉ dạy cho con được rõ hơn, chứ con còn mơ hồ ở chỗ dục ấy, không biết làm sao, thế nào đúng, làm thế nào sai. Ở đây thầy trả lời cho mấy con đó là con đã làm đúng. Người đệ tử của đạo Phật thực hiện được tâm từ chứ không có dục, bởi vì trước cái cảnh mà con vật khác nó bị những con kiến hoặc những con vật khác mà đang giết con vật, thì chúng ta nhiều khi chúng ta phải hy sinh để mà cứu mạng con vật nữa mấy con. Nghĩa là chúng ta thà là chịu khổ để mà con vật thoát cái cảnh chết của con vật khác. Đó là cái tinh thần từ bi của đạo Phật. Cho nên trong khi mà con cứu con bướm đó là cái hành động phải dục, nhưng mà trước cái lòng đau khổ, trước cái thấy đau khổ của một con vật đang bị những con vật khác đang dài xéo lên để mà giết chết con vật kia, mà trước cái thấy như vậy, và như vậy chúng ta phải nghĩ đến nhân quả. Nếu không có cái duyên nhân quả như các cái thất khác thì người ta làm sao thấy, còn tại sao nó lại nằm ở trước cái thất của mình để mình thấy? Do đó mình có duyên với con bướm lắm rồi, mình hãy cứu nó. Nhân quả mà, trước cái cảnh đau khổ đó mình hãy ra tay mình cứu nó, chứ con đơn con cứu. Cũng như thầy nói như thế này, ở trong cái chỗ mà thầy làm việc thì ở đó nó có cái hầm và những cái bụi cỏ quá rậm, và đồng thời thường có một con rắn hay đi qua đi lại, mà đi qua đi lại thì nó rình, nó bắt mấy con nhái, con chằn hiêu. Cho nên mỗi lần mà thầy đang làm việc ngồi trong máy vi tính, tâm tư mình đang tư duy suy nghĩ viết những cái bài, hoặc ví dụ như thầy đang xem cái bài của mấy con để mà tư duy suy nghĩ để mà chấm cái bài của mấy con, thì vẫn nghe có con chằn hiêu, con nhái nó kêu cứu, nó kêu một cách đau thương, thì biết là nó bị con rắn cắn nó rồi. Do đó thì thầy nói thôi, nhân quả của mày kệ, mày sao không biết. Thì như vậy là mình vô tình. Nếu mà thầy ở chỗ nào thì nó nghe thôi, nhưng mà nghe tức là thầy đã có duyên với con vật đó, nó kêu cho, nó kêu cứu với thầy rồi, nó kêu thầy ơi cứu con nhé. Thì rõ ràng là tại thầy nghe, còn con ở đằng xa con không nghe, tức là đâu có kêu con. Còn thầy ở gần tức là thầy nghe, nó kêu thầy. Mà thầy nở lòng nào mà thầy ngồi đó mà thầy cứ làm mà thầy để cho nó chết. Cho nên thầy nói bây giờ mặc dù là mình biết rằng mình sao mình đuổi thì cũng rắn nó đói, nó cũng tội, mà không đuổi thì giết thì để con rắn nó làm cái tội của nó nữa. Mà cái con vật mà bị chết á, chắc nó rắn cái loài vật nào thì nó cũng biết sống, nó ham sống, nó đâu có con vật nào nó cũng chết, nó muốn hy sinh nó để cho con vật khác ăn bao giờ. Vậy thì mình hãy cứu, nhưng mà mình phải nhớ kỹ, khi mình cứu con vật này thì con vật kia đói, thì mình phải tìm cái gì mình để rồi mình kêu nó lại ăn. Nên mỗi lần mà thầy đi cứu một con nhái, một con giàn yêu gì đó, mà nó thoát khỏi cái miệng của con rắn, thì thầy sẽ đi kiếm miếng bánh nào, một miếng cơm, thì bỏ chỗ mà thầy đuổi con rắn. Thầy nói rắn tao đuổi mày, mày quả hồn lắm, nói lại để mày ăn. Chứ còn sự thật ra thì mình có biết nó ăn hay không, nhưng cái lầm của mình
mình đem miếng cơm hoặc là cái bánh thịt bò đó, mình kêu lắm mình là để mẹ tại mình giết con chàng hiêu hoặc con nhái tội nghiệp nó, ta phải đinh nó chớ để nó chết tội lắm. Mọi vật đều sống bình đẳng với nhau, đừng giết nhau. Vậy mà ta vừa giúp đỡ cho mày không làm cái tội ác và cũng cứu lấy mạng một con vật yếu đuối hơn, và đồng thời tao cũng thương mày, cho nên tao đem cái món giống món này bắt nữa mày đến đây mày ăn. Cái chỗ mà mày giết con nhái mày ăn đó, thì mày đến đó thì nó có cái bánh đó. Thầy khi nó về rồi thì gọi miếng bánh đó mày, thì bây giờ thì mình gì mình chết hay không nữa. Cũng như hôm đó con giết con mấy con chó mà nó xuống nó cắn con mèo, mà trước mặt thầy thấy mà thầy nở thì bỏ sao, nhưng mà thầy giết thầy khi mình ôm con mèo thì chắc chắn là mình sẽ bị bắt cắn không thế nào. Cho nên nhưng mà nếu mà mình không cứu nó thì không được, thôi thà là như thế nào thì như thế nào mình phải biết cách mình cứu nó. Cho nên thầy mà ôm chụp con mèo thì thầy cứu con mèo, mấy con chó nó ché mà giật thì con mèo nó bị đau quá mà thầy ôm nó thì nó phải cắn thầy thôi, thì nó cắn thì cắn nhưng mà thầy dễ cắn thì cứu ôm, nhưng mà bị chó quá dữ thầy nó thì đúng là này nó không có hiểu biết, nó không có chuyện. Nhưng mà mình cũng thực hiện được cái lòng từ của mình, nhưng mà cái nghiệp của tụi nó đã bị cắn nó chết. Chứ phải chi mà nó chưa chết thì mình cứu nó kịp được, nhưng mà lúc nó bị gần chết rồi mình cứu thì coi như mình nói được cái lòng thương, thì cũng là mình đem lại cái sự hạnh phúc cho nó trong những phút nó chết còn có một người an ủi nó. Do nên vì vậy mà thầy cứ làm, thì cuối cùng thì thầy bị vết thương nhưng mà vết thương của thầy thì nó có rất ngon lành, nó không sao. Cho nên cuối cùng thầy đã nói được cái lòng thương yêu của mình. Hôm nay con nói cái điều này, thầy nhắc lại cho mấy con chung là chúng ta là người đệ tử của Đức Phật, lúc nào chúng ta cũng thực hiện trong từ bi. Chúng ta ăn chay là vì lòng thương yêu mà chúng ta không ăn chay, chúng ta ăn chay chứ không phải là gì mà chúng ta muốn làm Phật mà chúng ta ăn chay, mà chúng ta vì lòng thương yêu của loài vật mà chúng ta ăn nữa chúng mà thôi. Cho nên thậm chí như trong cái bữa ăn của thầy mà thấy những cái miếng mà giống như thịt là như tình không ăn, thấy những con vật mà cái bột mà người ta làm những con tôm, tức là thầy không bao giờ thầy ăn mà có cái giá mà giống như loài vật, mặc dù biết là món chay nhưng mà thầy thấy nhìn nhìn đó không ngờ thầy ăn. Mà đó là cái lòng thương yêu của thầy, từ khi mà thầy biết tu được tứ vô lượng tâm, tâm từ tâm bi của thầy rồi, thì như vậy thầy không bao giờ mà thầy ăn cái món gì mà nó giống như thịt là thầy không ăn. Nghĩa là thấy cái hình dáng mà ở trong cái đó mấy con xuất ra mấy con làm, mà thầy thấy nó giống thịt là nhất định là không. Nhất là những cái tay nắm mấy con không bao giờ mà thầy lỡ cái tay nắm, thầy nói giống con ốc quá trời, ăn không có được. Mặc dù là ngon gì ngon chứ mà thật sự thầy không dám rớt cái đũa vào, bỏ nó vào trong miệng thầy nghe nó mềm mềm như con ốc mà thầy đã ớn tới trên đầu này, không có dám nuốt nữa. Thầy nói thật, cái tình của thầy nó quá lớn, cho nên đối với thầy, đối với chúng sanh, khi một cái gì mà thầy bỏ vào miệng mà thầy nghĩ con vật đó, thì thầy bây giờ cái đó là món chay đi nữa thầy không dám ăn, không dám nuốt mà. Trời, mà hễ mà thầy nuốt thì cái cơ thể thầy nó sẽ phản ứng, nó ói, tự nó phản ứng nó ói cho ra cái món đồ đó rồi nó mới thơm. Cũng như bây giờ mấy con chao thường thường mấy con ở chùa họ hay làm là chao thúi, mà thầy ăn cái thứ thúi vô không được, con nó ói. Bởi vì mà thầy đi xe đi cộ hay đi biển gì đó thì nó không có giải phóng đâu, nhưng mà ăn cái gì thúi là bị là cái gì mà làm mà cái kiểu mà dưa mà nó làm theo cái kiểu mà tanh tanh mà như cá mắm gì ăn vô cái ói nè, cái cơ thể của thầy nó có cái sự phản ứng tự nhiên đó. Cho nên là thầy biết là một người tu tập cái thân mà không tịnh rồi, cái gì mà bất tịnh quá bất tịnh thì nó sẽ phản ứng nó chống lại. Thầy biết được cái thân thanh tịnh, và cái thân thanh tịnh rồi mà khi bị một dục lạc gì đó thì nó gây cho cái người mà cái thân thanh tịnh nó bị đau khổ. Thầy biết cái sự phản ứng nó đau khổ, tại vì nó thanh tịnh nó chống lại cái bất tịnh của nó, cho nên vì vậy mà nó chống lại, nó ngăn chặn, cho nên nó gây ra cái niềm đau khổ của nó. Nên thầy biết rất rõ những cái cơ thể của thầy nó phản ứng, chứ còn riêng mọi người thì họ không có, nhưng mà riêng thầy thì nó có, là tại vì nó phản ứng nó chống lại cái không đúng, cái không trong trong sạch, cái không thanh tịnh, nó chống lại, nó làm cho thầy thấy là phải ói, nó làm cho thầy thấy nó phải đau đớn, nó làm cho thầy thấy nó khổ sở, đó là cái thân nó phản ứng nó chống lại. Vì nó thanh tịnh thì nó phải chống lại cái không thanh tịnh, nó làm cho thầy phải chịu khổ. Cho nên khi mà tu mà được mà quét sạch được cái tâm, cái thân của mình thanh tịnh rồi thì là hạnh phúc, tự nó bảo vệ rồi, tự nó bảo vệ, nó có phản ứng bảo vệ tự nhiên của nó.
Cho nên bây giờ ví dụ như bây giờ có người mà bỏ thuốc độc, thầy cũng nuốt đi, nó phản ứng nó cũng ói ra. À, cho nên mà thầy nghe nói Đức Phật mà ăn nấm độc mà chết thì nó chắc bộ ông Phật là cái thân nó chắc bộ như mấy con rồi. Ăn vô nó không phản ứng. Thế thầy bây giờ mà ai bỏ thuốc gầy vô đi, thầy ăn nó phản ứng này khỏi cần đem nhà thương bôn, biết không? Thầy sướng lắm, nó có cái bôn, cái nó bôn. Còn mấy con không có, mấy con ăn tới chừng mấy con gọt tàn mùa niễm rồi nó mới đem nhà thương nó bôn ra. Còn cái thân thầy tự nhiên ăn cái chất độc vô nó tự nó bôn ra, nó bôn ra nó mắc bụng mình ói. Nó chấm đầu vô, nó ăn vô mà nó biết nó đọc rồi bắt đầu nó bôn ra nó ói, nó làm cho thầy phải ói thôi. Thậm chí như đồ tanh, đồ thúi gì đó nó ăn vô nó cũng bôn ói. Cho nên nói gì mắc bụng hóc nó chắc chắn là thầy hết đúng. Đó là những cái thân mà nó thanh tịnh thôi. Thật sự ra mình tu mà thân mình được thanh tịnh, bởi vì thân tâm nó phải thanh tịnh hết rồi. Cho nên mình tu những cái thân tâm của mình nó thanh tịnh rồi mình thấy nó khỏe lắm, nó có cái sự vận tự nhiên luôn. Cũng như cái tâm của thầy người ta nói gì nói, mà thầy nói để mình tập dần thử lên, thế nó phản ứng là thầy nó chống lại, nó hối chịu dần thử nó chống. À, mình cố gắng để mình tập mình dần đi thử lên thì nó lại chống lại, nó chống lại nó không có chịu. Cũng như bây giờ nó dần rồi, mấy con muốn cho nó được dần, mấy con cũng cực khổ với nó lắm, cho nên nó tự nó phản ứng nó chống lại, nó chống lại. Nó lúc bây giờ nó thanh thản, bảo nó làm gì đó nó tạo thanh thản, nó không làm. Cũng như nó sanh rồi, mày làm gì làm tao cũng sanh, nó không chịu. Nó bây giờ mấy con sân rồi, tức là hồi đó mấy con nhắc đừng có sân nha, nhưng mà nó vẫn sân đó thôi. Còn thầy bây giờ nó muốn sân cái lợi thì nó nói tao không chịu sân, tao thanh thản. Nó tự nó nhắc mà nó bị ông thanh thản, nó không sân. Cho nên khi mà người tu rồi cái thân nó thanh tịnh rồi nó hay lắm. Thầy nói bởi vì nó nhiều cái lạ lắm mấy con, chứ không phải là mình tu thì định đâu. Thầy nói đó là cái dạng bất động tâm, tức là Đức Phật đã nói bất động tâm định thì sống như mọi người, nhưng cái gì ác pháp vô tác động vô thân nó phản ứng. Chấm. Còn quý thầy nó không có thanh, không có tịnh, nó ô nhiễm thì nó quân cái độ ô nhiễm vô, nó không đến khi mà cái thanh nó bị phản ứng rất là đau khổ như thuốc độc thì họ phải chịu chết hoặc là họ phải đi nhà thương được chưa. Chứ còn đối với thầy cũng sợ, cho nên đối với thầy mà nha. Cho nên cái người tu tự nó đã có cái sự phản ứng tự nhiên, cho nên mấy con tu nổi được, mấy con tu được tới cái thanh tâm, mấy con thanh tịnh thì mấy con sẽ thấy nó hay lắm thôi, nó thật sự như vậy. Cho nên trong cái bài mà của con mà hỏi thầy đó thì nó có những cái câu hỏi rất là để mà học như cái con mua bướm mà con cứu đó. Thì nãy giờ thầy nói là một cái sự lợi ích cho mấy con tu tập cái tâm từ mấy con. Đây là một cái hình ảnh, một cái hình ảnh mà nhiều khi chúng ta lại lầm ngơ. Chúng ta nghĩ là mình sáng mình tu mình độc cư, mình đừng có phá độc cư. Phá độc cư thì nói như độc cư mà dần chạy ra như vậy mình cứu con rắn, hoặc mình cứu con mua bướm vậy là thật không có đúng, không có chạy. Thì như vậy là mình đã làm chắc, đã làm chắc chỗ đó không đúng. Độc cư có nghĩa là mình đừng có tự tạo mình đi ra mình nói chuyện, hoặc là mình tự tạo mình phá cái sự yên lặng của mình. Còn cái này trước mắt của mình nó hiện ra một cái khổ mà mình thấy trước cảnh khổ của một lần giật khác thì mình cố gắng mình làm sao mình cho nó đừng có đau khổ nữa. Thì cái đó là cái tu, cái phương ở trong cái phương pháp tứ vô lượng tâm. Thì chúng ta là những con người của đạo Phật, chúng ta biết phần ngộ bắt ai của niệm thân lý, nhưng chúng ta biết tu tứ vô lượng tâm, lúc nào tu tứ vô lượng tâm mà lúc nào mà không tu tứ vô lượng tâm. Tại sao? À, mấy con thấy thầy dạy con đi trên hành ngó thẳng tới mà không ngó dưới chân. Mấy con nói là con đi kinh hành, con tu tứ vô lượng tâm mà thầy bảo con ngó trước mặt sao mà con thấy dưới đất được mà con cánh tiếp. Mà như vậy là mấy con quên thầy nói, mấy con là tu chánh niệm tỉnh giác mà để cho nó tự nhiên, và ở trên từ đây mấy con đi đến đó mấy con thấy nó có tiếng, mấy con mới tu vậy. Còn bây giờ mấy con thấy có tiếng thì mấy con nhìn xuống, con cúi đầu xuống, con cánh là con tiếng, tức là mấy con câu hỏi với tứ vô lượng tâm, tâm từ ở trong tỉnh thức. Thì tùy theo mà mọi cái hoàn cảnh, mọi cái sự việc, mọi cái thời gian nó có một cái gì đó thì mấy con áp dụng Phật pháp vào trong đó để mấy con thực hiện được tỉnh giác. Một người tu chánh niệm tỉnh giác mà cộng thêm tứ vô lượng tâm hết tỉnh chứ đâu phải không tỉnh. Vì nếu không tỉnh thì mấy con đọc côn trùng tiếng như chim mấy con sao, mấy con phải tỉnh. Còn bây giờ nó không có tiếng mà mấy con cứ cúi cái đầu như mà ngựa đi thì thôi, thầy nói thôi rồi,
nó tạo cho mấy con còn mỏi cổ hơn, còn khổ hơn. Còn giờ các con tránh con tiếng mà các con không chịu nhìn xuống thì như vậy là các con tu không đúng cách. Đó, những cái điều mà thầy nói ra đây để mấy con biết rằng khi mình tu mình phải nhiều cái sự sáng suốt, linh động, khéo léo, thiện xảo như Đức Phật đã nói, thì như vậy là mới được.